phẩm Parosata 101 Chuyện hơn 100 kẻ ngu Tiền thân Parosata Trăm kẻ ngu tụ hội Vân vân Trăm kẻ ngu tụ hội Thiền tư 100 năm Không bằng một người trí Hiểu nghĩa lời Phật dạy tiền thân về câu chuyện này, về giải thích và nhận diện tiền thân, đều giống như tiền thân Farosa Hatsa, số 99. Chỉ riêng ở đây, đề cập đến Tha Pây Gia, Thiền Tư. 102. Chuyện Người Bán Rau Tiền thân Panika, Người Đáng Che Chở Ta câu chuyện này khi chú tại kỳ viên. Bậc đạo sư đã kể về một cư sĩ bán sao trái. Nghe nói, có một cư sĩ chú ở xá vệ, buôn các loại cổ và lá, các loại bí, bầu, vân vân để nuôi sống. Cư sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp, tín thành, đầy đủ tránh hạnh giới đức, biết tàm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên mặt khi các gia đình môn đăng hộ đối đến xin hỏi cưới nàng người cư sĩ suy nghĩ con gái của ta cần phải gả chồng nhưng nó có tật hay cười khi một đứa con gái đứng đắn đưa đến một gia đình khác có tật hay cười là một cái nhục cho bố mẹ ta phải tìm hiểu nó có phải là người con gái tốt nết hay không một hôm cư sĩ bảo người con gái đem giỏ theo đi vào rừng để hái lá trong rừng rồi để thử nàng cư sĩ cầm tay nàng nói những lời kín đáo tỏ tình như muốn phạm lỗi nàng liền bật khóc và than thưa cha thân làm vậy không tốt giống như lửa hiện ra từ nước chớ làm vậy này con thân chỉ vì cha muốn thử con nên cha mới cầm tay con con hãy nói lên, nay con vẫn là đứa con gái có đức hạnh. Từ trước đến nay, con chưa nhìn người đàn ông nào với lòng tham ái. Người cha an ủi con gái, dắt về nhà, tổ chức tiệc cưới và đưa con gái về nhà chồng. Rồi người cư sĩ ấy quyết định đi đảnh lễ bậc đạo sư, đem theo hương, vòng hoa, vân vân, ông đến kỳ viên đành lễ bậc đạo sư, cúng dường rồi ngồi xuống một bên. Khi được hỏi vì sao lâu nay không thấy đến, người cư sĩ ấy thuật câu chuyện cho thế tôn rõ. Bậc đạo sư nói, này cư sĩ, thiếu nữ này từ lâu đã sống có tránh hạnh, có giới đức. Không phải chỉ nay ông mới thử nó, chính trong quá khứ ông cũng đã thử rồi nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thủa xưa khi vua brahma datta trị vì ở ba la nại bồ tát xanh làm một thần cây ở trong rừng một người cư sĩ bán rau trái ở ba la nại câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại khi người cư sĩ cầm tay con gái để thử lòng cô con gái bật khóc và nói lên bài kệ này người đáng che chở ta trong khi ta đau khổ người ấy là cha ta lại làm quấy với ta chính tại giữa khu rừng ta khóc việc làm ấy người đáng che chở ta lại là kẻ thù ta khi ấy người cha an ủi con gái hỏi nàng có biết giữ gìn bản thân không người con gái trả lời nàng biết giữ gìn bản thân mình. Người cha đem nàng về nhà, tổ chức tiệc đám cưới và đưa về nhà chồng. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư giảng về các sự thật. Và cuối bài giảng ấy, người bán rau được an trú vào quả dự lưu. Rồi Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Người cha và con gái lúc bấy giờ là người cha và con gái hiện tại. Thần cây chứng kiến sự việc ấy là ta vậy. 103. Chuyện kẻ thù Tiền thân very Tại chỗ kẻ thù ở Vân vân Câu chuyện này khi ở tại kỳ viên Bậc đạo sư đã kể về ông cấp cô độc Nghe nói cấp cô độc khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng để giải quyết xong việc. Trên đường trở về, ông thấy bọn ăn trộm, liền nghĩ. Thật không nên chậm trễ giữa đường, ta phải đi gấp về xá vệ. Ông thúc bò đi thật mau, đến được xá vệ trong ngày hôm sau. Đi đến kỳ viên, ông kể lại sự việc cho bậc đạo sư rõ. Bậc đạo sư nói, Này gia chủ, thuở trước, các vị hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã vội đi ngay về nhà không chậm trễ. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bồ Tát được một dân làng mời đi ăn. Ăn xong, trên đường trở về. Bồ Tát thấy những tên ăn trộm. Bồ Tát không ở lại giữa đường, thúc bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn nhiều món ngon lành khác nhau, ngồi trên giường lớn, Bồ Tát nói, ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình, không có sợ hãi. Rồi Bồ Tát cảm hứng, đọc bài kệ này. Tại chỗ kẻ thù ở người trí không ở đấy, một đêm hay hai đêm gặp khổ giữa kẻ thù. Như vậy, Bồ Tát thốt lên lời cảm hứng và chọn đời làm các công đức bố thí, vân vân. Rồi lúc mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy là người triệu phú ở Ba La Nại. 104. Chuyện chàng trai Mita Vida Tiền thân Mita Vinda Từ 4 đi đến 8, vân vân Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo câu chuyện đã được nói đến với các chi tiết trong tiền thân Mita số 41. Chuyện tiền thân này xảy ra trong thời Đức Phật Ca Diếp. Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị đốt nấu trong địa ngục, hỏi Bồ Tát. Thưa tôn giả, tôi đã làm điều ác gì? Bồ Tát nói Ngươi đã làm tội này, tội này." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ. Từ 4 đi đến 8, từ 8 đi 16, 16 đến 32, kẻ tham đến bánh xe, bánh xe lăn trên đầu, đến khi dục đoạn tận. Nói vậy xong, Bồ Tát đi về thế giới Chư Thiên của mình, còn chúng sanh trong địa ngục sau khi ác hạnh đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Mitta Vindaka là tỷ kheo khó bảo. Còn Bồ Tát là ta vậy. 105. Chuyện con voi sợ chết. Tiền thân Cát Tha rừng này có nhiều cành, vân vân. Câu chuyện này khi chú ở Kỳ Phiên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở xá vệ, sau khi nghe Pháp xuất ra, nhưng lại luôn luôn sợ chết. Ban đêm cũng như ban ngày, bất cứ chỗ nào nghe tiếng gió thổi, cành cây khô rơi chim kêu hay tiếng vật bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. Vị ấy không biết có thành tức có hoại. Nếu vị ấy biết các hành là vô thường, ta sẽ chết thì vị ấy sẽ không sợ chết. Vì không tu tập niệm chết nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ấy được chúng tỷ kheo biết đến. Một hôm các tỷ kheo ở tại chánh pháp đường khởi lên câu chuyện này chư hiền tỷ kheo tên này bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết vậy mỗi tỷ kheo cần phải tu tập pháp môn niệm chết rằng ta thế nào cũng phải chết bậc đạo sư đi đến và hỏi này các tỷ kheo các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì khi được nghe vấn đề trên. Bậc đạo sư cho gọi tỷ kheo ấy đến, hỏi có thật vị ấy sợ chết chăng? Khi được tỷ kheo ấy trả lời có thật, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chớ có tư tưởng không hoan hỉ đối với tỷ kheo này. Không phải chỉ nay vị ấy mới sợ chết. Trong quá khứ, vị ấy cũng đã sợ chết rồi nói vậy xong bậc đạo sư kể chuyện quá khứ thủa xưa khi vua brahma datta trị vì ở thành ba la nại bồ tát xanh làm thần cây ở tuyết sơn lúc bấy giờ vua ba la nại đem con voi báu của mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó đừng dao động họ cột chặt con voi bất động vào một cột trụ và với gậy nhọn cầm tay họ vây quanh và bắt đầu huấn luyện voi tập tánh bất động khi con voi bị bắt tập như vậy không thể chịu nổi đau khổ liền bẻ gãy cây cột đuổi các người tập và đi vào tuyết sơn người ta không thể bắt nó được bèn đi trở về tại đấy con voi bắt đầu sợ chết nghe tiếng gió động nó hoảng hốt sợ chết đập vòi qua lại và chạy thật nhanh như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái, nó đi lang thang trong nỗi dao động. Thần cây thấy nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân cây, nói lên bài kệ này. Rừng này có nhiều cành, gió bẻ gãy cành mục. Này voi nếu ngươi sợ, ngươi sẽ ốm yếu thôi. Như vậy, thần cây khuyên dạy con voi ấy. Từ đó trở đi, con voi không sợ hãi nữa. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con voi là tỷ kheo ấy, còn thần cây là ta vậy. 106. Chuyện múc nước Tiền thân Udan Chani Hạnh phúc đời sống tôi, vân vân Câu chuyện này khi chú ở kỳ viên, Bậc Đạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Chula Narada Kassapa trong chương thứ 13 số 477. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy, có thật chăng này tỷ kheo, ông bị luyến ái. Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc đạo sư hỏi, ông luyến ái ai? Tỷ kheo ấy trả lời, con luyến ái một thiếu nữ béo mập bậc đạo sư nói Này tỷ kheo Người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông Thủa xưa cũng vì thiếu nữ này Ông đã gặp nạn Đi lang thang dao động May nhờ có bậc hiền trí Ông mới lấy lại an lạc Nói vậy xong Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thủa xưa Khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại chuyện này đã xảy ra câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân chula narada kassapa lúc bấy giờ bồ tát vào buổi chiều mang trái cây đi đến am thất bằng lá mở cửa và nói với con trai là chula tapasa vị tiểu khổ hạnh này con thân trong những ngày trước con đã đem củi nước uống thức ăn và đốt lửa nhưng hôm nay con không làm một việc gì cả mà nằm với vẻ mặt buồn bã bơ phờ như vậy. Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái, vân vân, một nữ nhân đến cám dỗ con và muốn đem con đi. Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng ngồi tại chỗ ấy chờ đợi con đến. Nay, thưa cha thân, con muốn ra đi. Bồ Tát biết rằng con mình quá say mê luyến ái, không thể từ bỏ nữ nhân ấy, nên nói: "Này con thân, con cứ đi đi, nhưng khi nào cô ấy muốn ăn cá, thịt, vân vân và cần dùng các món bơ chín, muối, gạo, vân vân và sai con đi tìm để mang về cái này, cái khác làm con mệt mỏi. Hãy nhớ am thất của cha và chạy trốn về đây." rồi bồ tát cho đứa con đi đứa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân chúng nữ nhân ấy về nhà mình khi cần dùng vật gì liền sai người tình đi lấy hãy mang thịt về hãy mang cá về khi ấy đứa con trai suy nghĩ nữ nhân này hành hạ ta chẳng khác đầy tớ hay người nô lệ của mình cậu liền bỏ trốn đi về với người cha đành lễ cha rồi đứng dậy và nói bài kệ này hạnh phúc đời sống tôi bị nữ tạc cướp mất nhân danh là vợ tôi tôi phải nấu phải nướng phải múc nước gánh nước phải xin muối xin dầu rồi bồ tát an ủi con trai dạy cậu tu tập lòng từ lòng bi hạnh hỷ hạnh xả và trình bày đối tượng thiền quán. Người con trai ấy không bao lâu đắc các thắng trí và thiền chứng, cùng với người cha được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng được dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay. Chula Tapasa là tỷ kheo bị luyến ái. Còn người cha là ta vậy. 107. Chuyện nghề ném đá Tiền thân Salit Taka Lành thay một nghề tinh, vân vân Câu chuyện này khi chú ở kỳ phiên bậc đạo sư kể về tỷ kheo đã ném chúng con ngỗng trời nghe nói có một thiện nam tử ở xá vệ đạt thuần thục trong nghề ném đá vị này nghe pháp hiến tâm cho đạo xuất gia và được thọ đại giới nhưng vị ấy không ưa học tập và không đạt được thủ thắng trong đức hạnh một hôm vị ấy đưa một tỷ kheo trẻ đi đến sông achiravati tắm còn vị ấy đứng trên bờ lúc ấy hai con ngỗng trời trắng bay ngang qua hư không vị ấy nói với tỷ kheo trẻ với hòn đá ta sẽ ném trúng mắt con ngỗng trời bay sau làm cho ngỗng rơi xuống dưới chân ta người kia nói bằng cách nào làm rơi được thầy không thể quăng chúng đâu hãy chờ một lát ta sẽ quăng chúng con mắt bên phía này xuyên qua con mắt bên phía kia chuyện thầy nói không thể xảy ra vậy ông hãy đợi xem vị ấy cầm một hòn đá có ba cạnh dùng ngón tay liệng hòn đá về phía sau lưng con ngỗng trời ấy con ngỗng trời nghe tiếng đá bay nghĩ rằng có nguy hiểm quay đầu lại để nghe. Trong giây phút ấy, vị ấy lấy một hòn đá tròn. Khi con ngỗng trời đang quay đầu lại, liền quăng hòn đá trúng con mắt ở phía bên kia của ngỗng trời. Hòn đá đi xuyên qua con mắt bên này. Con ngỗng trời kêu lên một tiếng lớn rồi rơi xuống dưới chân hai vị. Vị tỷ kheo kia thấy vậy, trách tỷ kheo ấy đã làm một việc hoàn toàn không thích đáng, rồi dẫn vị ấy đến gặp bậc đạo sư và báo cáo việc làm không tốt đẹp kia. Bậc đạo sư của trách tỷ kheo ấy và nói, Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo ấy mới thiện xảo trong nghề của mình, thủa xưa, vị ấy cũng đã thiện xảo rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thủa xưa khi vua brahma datta trị vì ở ba la nại bồ tát là một đại thần của vua lúc bấy giờ vị cố vấn tế tự của vua nói nhiều lắm mồm lắm miệng khi ông ta bắt đầu nói người khác không có cơ hội để nói nhà vua suy nghĩ ta phải tìm cho được người có thể cắt đứt lời nói của nó từ đó vua đi tìm một người như vậy lúc bấy giờ ở ba la nại có một người què thuần thục trong nghề ném đá các đứa trẻ trong làng đặt nó trên chiếc xe nhỏ kéo ra cửa thành ba la nại tại đó có một cây bàng lớn có nhiều cành lá rậm rạp các đứa trẻ đưa nó ra tại đấy vây quanh và cho nó một số tiền nhỏ, vân vân, bảo làm hình con voi, con ngựa. Nó ném đá và tạo thành hình các con vật trên các ngọn lá của cây bàng. Tất cả lá đều bị cắt qua cắt lại như vậy. Rồi nhà vua, trong khi đi dạo công viên đến tại chỗ ấy. Các đứa trẻ sợ nghi vệ của vua nên bỏ chạy chỉ còn lại người què nằm đó vua đi đến gốc cây bàng ngồi trên xe thấy từng đám lá cây loang lổ ngó lên thấy tất cả lá bị cắt đứt liền hỏi ai đã làm như vậy khi được nói chính là người què đã làm như vậy nhà vua suy nghĩ a à, nhờ người này nay đã có cách có thể cắt lời nói của vị bà la môn ấy được vua bèn hỏi người què ở đâu chúng đi tìm thấy nó nằm dưới gốc cây liền báo cho vua biết vua kêu nó lại bảo các tùy tùng tránh xa và hỏi chúng ta có một vị bà la môn ấy lắm mồm lắm miệng người có thể làm cho nó ngưng nói được không thưa đại vương có thể được nếu tôi có hột phân dê khô đầy một ống thổi vua đem người què về cung, bảo nó ngồi sau lưng một cái màn có một lỗ hở, đặt ghế ngồi của vị bà La Môn hướng về lỗ hở ấy, và cho đặt gần người què một ống thổi đầy phân dê khô. Vị bà La Môn đi đến hầu vua, ngồi trên cái ghế riêng của ông ta và bắt đầu câu chuyện. Cũng như bao lần trước, ông ta không cho ai khác có cơ hội để nói. Bấy giờ, người què ngang qua lỗ hở của màn, bắn phân con dê từng viên một vào đúng cổ họng của vị bà La Môn, như những con ruồi tuần tự đi vào. Vị bà La Môn nuốt các viên phân ấy mỗi khi chúng bay đến. Khi tất cả viên phân dê từ ống thổi đã đi vào bụng vị bà La Môn, chúng nở to lên bằng nửa anhaka. Một đơn vị đo lường khoảng hơn 4 lít rưỡi. Khi vua biết được các viên phân dê không còn nữa, mới nói: "Này sư trưởng, ông nói nhiều quá, nên đã nốt các viên phân dê đầy cả một ống mà không hay biết gì. Ông không thể nào tiêu hóa nhiều hơn thế nữa, hôm nay hãy về uống nước cây tắc để nôn ra và được khỏi bệnh." Từ đó về sau, người cố vấn tế tự ngồi với miệng ngậm câm không nói gì trong khi bàn luận vua nói lỗ tai của ta được an lạc nhờ người què này vua cho nó bốn làng trong bốn phương đông tây nam bắc có huê lợi một trăm ngàn đồng sau đó bồ tát đi đến hầu vua và thưa thưa đại vương nghề này các bậc hiền trí ở đời cần phải học chỉ nghề ném đá đã đem lại cho người quẻ kết quả vinh hiển như vậy. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ Lành thay một nghề tinh, dầu đó là nghề gì? Xem kẻ quẻ ném đá, được làng cả bốn phương. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy người què là vị tỷ kheo này, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 108. Chuyện lạ kỳ Tiền thân Ba Hy Gia Hãy học điều cần học, vân vân Câu chuyện này khi chú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gần tỷ xá ly, bậc đạo sư đã kể về một người Lích Cha -vi. Nghe nói, vị vua Lích Cha -vi này có lòng tin, hoan hỷ mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị đứng đầu và tổ chức một lễ cúng dường lớn tại chú xứ của mình. Bà vợ của vua tay chân béo mập như có tướng phát vì ra và ăn mặc lôi thôi. Bậc đạo sư dùng cơm xong, nói lời tùy hỷ rồi đi về tinh xá. Sau khi giáo giới các tỷ kheo, ngài vào hương phòng. Các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường, bắt đầu câu chuyện. Này các hiền giả, vua Vi ấy đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay chân béo mập, ăn mặc lôi thôi. Sao vua có thể thương một người như vậy? bậc đạo sư đến và hỏi. Này các tỷ kheo nay các ông ngồi tại đây đang bàn luận về vấn đề gì sau khi nghe vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay mà thôi thuở xưa vị ấy cũng đã thương mến nữ nhân thân thể béo mập rồi nói vậy xong theo lời yêu cầu bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua brahma datta trị vì ở Ba La Nại. Bồ Tát là vị đại thần của vua. Có một nữ nhân thôn quê, thân thể béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công ăn lương. Đang đi ngang qua gần sân trầu của nhà vua. Cảm thấy thân bị bức bách, bèn ngồi xuống lấy áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc bấy giờ, vua ba la nại tình cờ đang nhìn xuống ngang qua cửa sổ thấy nữ nhân ấy liền suy nghĩ người này trong khi giải tỏa sự bức bách của thân tại sân vua như vậy vẫn không từ bỏ tàm quý dùng áo che đậy giải tỏa bức bách xong liền đứng dậy một cách nhanh nhẹn nữ nhân này chắc chắn khỏe mạnh nhà cửa nữ nhân này chắc chắn sạch sẽ với nhà cửa sạch sẽ nếu nàng có một đứa con đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ và sống có giới đức ta phải đặt người này lên làm hoàng hậu sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai vua bèn cho gọi nữ nhân ấy đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu nàng trở thành người được vua yêu thương và thân thiết không bao lâu nàng sanh được con trai nhà vua đặt con trai nàng lên làm truyền luân vương bồ tát nghe câu chuyện về sự may mắn của nàng liền dùng cơ hội này thưa với vua thưa đại vương phàm việc gì cần phải làm cho được tốt đẹp sao lại không học tập sự việc này do nữ nhân có đức hạnh lớn khi giải tỏa sự bức bách của thân vẫn không từ bỏ tàm quý. Biết dùng phương tiện che đậy, khiến đại phương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy. Rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp. Bồ Tát đọc bài kệ này. Hãy học điều cần học, giàu có kẻ cứng đầu, gái quê khéo tiểu tiện, làm đẹp lòng đức vua. Như vậy Bồ Tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần phải học. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại, còn vị Đại Thần Hiền Trí là ta vậy. 109 Chuyện Bánh Bột Chấu Đỏ Tiền thân Kundaka Pova Người ta ăn thứ gì? Vân vân Câu chuyện này khi chú ở xá vệ Bậc đạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ Ở xá vệ Khi thì chỉ một gia đình cúng dường chúng tăng Với Đức Phật là vị đứng đầu Khi thì ba bốn gia đình họp lại Khi thì chúng hội Khi thì cả một khu phố chung lại khi thì cả thành chung đóng góp cúng dường. Nhưng nay là cả con đường chung sức lại cúng dường các thức ăn với cháo và bánh. Lúc bấy giờ, có một người rất nghèo khổ làm thuê cho các người khác cũng ở trong con đường ấy, tự nghĩ. Ta không thể cúng dường cháo, ta cúng dường bánh vậy. Anh ta cạo lấy bột đỏ của vỏ trống mềm, nhào với nước, Gói bánh ấy trong ngọn lá bạch vi, rồi nướng bánh trong than đỏ. Với ý định đem cúng dường Đức Phật, anh ta cầm bánh ấy đi đến đứng trước mặt Đức Phật. Khi mới nghe nói hãy đem bánh đến cúng dường, anh ta liền đến trước tất cả mọi người và bỏ các bánh vào trong bát Bậc đạo sư. Bậc đạo sư không nhận lấy bánh của những người khác, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy, toàn thành đều đồn vang. Bậc tránh đẳng giác, không khinh chê bánh làm bằng bột chấu đỏ của người nghèo khổ. Và đã ăn bánh ấy. Khi ấy, từ vua, đại thần, vân vân cho đến các người khác cửa, tất cả đều hội họp lại, đành lễ bậc đạo sư, rồi đi đến người nghèo khổ ấy, và nói, hãy lấy đồ ăn hãy lấy 200, hãy lấy 500 đồng tiền. Nhưng cho chúng tôi công đức cúng dường bánh ấy. Người nghèo khổ nghĩ, phải hỏi bậc đạo sư rồi ta mới quyết định. Anh ta đi đến bậc đạo sư và thưa lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói, hãy lấy toàn bộ tài sản họ cho, nhưng hồi hướng công đức ấy về cho tất cả chúng sanh. Anh ta bắt đầu nhận tiền. Một số người ấy cho gấp 2, gấp 4, gấp 8 kẻ khác, vân vân. Như vậy, cho đến khi anh ta nhận được 900.000 tiền vàng. Bậc đạo sư nói lời tùy hỷ rồi đi về tinh giá. Sau khi nói lên những công việc phải làm và khuyến giáo lời tốt lành cho các tỷ kheo, bậc đạo sư đi vào hương phòng vào buổi chiều vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm quan giữ kho bạc cho vua các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau này các hiền giả bậc đạo sư đã ăn bánh bằng bột chấu đỏ của người nghèo khổ như món ăn bất tử nhờ vậy người nghèo khổ được nhiều tiền và được địa vị làm quan giữ kho bạc được nhiều phước lộc lớn lao bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận vấn đề gì được biết vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay ta mới không khinh chê và ăn bánh làm bằng bột chấu đỏ của người ấy thuở trước khi làm thần cây ta cũng đã ăn như vậy rồi. Và cũng nhờ ta mà kẻ ấy được chức vụ làm quan giữ kho bạc. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thủa trước, vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại. Bồ Tát xanh làm vị thần cây trên cây dầu đu đủ. Lúc bấy giờ, những người trong ngôi làng ấy tin tưởng sức mạnh thiêng liêng của các vị thần. Trong một lễ hội, người ta làm nhiều lễ vật để cúng các thần cây. Có một người nghèo khổ, thấy các người ấy rửa soạn cúng giường các thần cây, cũng sắp đặt cúng giường thần cây dầu đu đủ. Các người ấy đi đến mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món bánh, vân vân. Còn anh ta chỉ đem theo bánh làm bằng bột chấu đỏ và nước đựng trong cái gáo dừa anh ta đi đến đứng xa cây dầu đu đủ và nghĩ các vị thần ăn bánh chư thiên thần của ta sẽ không ăn bánh làm bằng bột chấu đỏ này sao ta làm phí mất các bánh này ta hãy ăn nó đi nghĩ vậy anh ta quay trở về Bồ Tát đứng trên nhánh chĩa ba của cây, nói lớn. Này ông bạn tốt ơi, nếu bạn là người có quyền thế, bạn sẽ cúng dường ta bánh ngon, bánh ngọt. Nhưng bạn nghèo khổ, nếu ta không ăn bánh làm bằng bột chấu đỏ, thì ta sẽ ăn cái gì khác được, chớ làm mất phần của ta. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Người cúng ăn thứ gì thần cũng ăn thứ ấy đem lại bánh bột chấu chớ làm mất phần ta anh ta quay trở lại nhìn thấy bồ tát rồi dâng vật cúng bồ tát ăn chất dinh dưỡng từ bánh ấy rồi nói với anh ta này bạn vì mục đích gì bạn cúng giường ta thưa ngài tôi là người nghèo khổ tôi cúng giường với mục đích nhờ Ngài giúp tôi thoát cảnh nghèo khổ này. Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa. Bạn đã cúng dường cho một vị thần biết ơn nghĩa và nhớ đến các việc làm tốt. Nhiều ghè chứa châu báu được chôn xung quanh cây dầu đu đủ này. Chúng được xếp hàng, cổ ghè này chạm cổ ghè khác. Hãy báo cho vua biết, dùng cỗ xe chở tài sản chất đống tại sân chầu vua vua sẽ bằng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho bạc sau khi nói xong bồ tát biến mất anh ta làm như bồ tát dặn và được vua ban cho chức quan giữ kho bạc như vậy nhờ bồ tát anh ta đạt được nhiều phúc lợi lớn và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau. Kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại. Và thần cây dầu đu đủ là ta vậy. 110. Chuyện, câu hỏi bao quát tất cả Tiền thân Sapa Sangharaka Banha không bao gồm tất cả, vân vân. Chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kể trong Tiền thân Umaga số 546, áp cuối tập Jataka 6.